Các bạn thân mến, chúng ta sẽ làm phần tiếp theo là chúng ta sẽ nói về di sản văn hóa phi vật thể. Xin tóm lược lại, hiện tại chúng ta đang có hai di sản thiên nhiên, đó là Vịnh Hạ Long và Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Chúng ta đang có một di sản hôn hợp là khu danh thắng Tràng An ở tỉnh Ninh Bình. Chúng ta đang có hai công viên địa chất toàn cầu, đó là công viên Đồng Văn Mèo Vạc của Hà Giang và công viên Non Nước của Cao Bằng. Còn lại về mặt nãy chúng ta đã phân tích với nhau sẽ xem nó như là thiên nhiên, thì cộng lại chúng ta đang có 5 thiên nhiên. Và di sản văn hóa vật thể thì chúng ta hiện đang có, thứ nhất là Hoàng Thành Thăng Long ở Hà Nội, Thành Nhà Hồ ở Thanh Hóa, quần thể di tích cố đô Huế của Thừa Thiên Huế, phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn của Quảng Nam, cộng lại chúng ta có 5. Về di sản văn hóa phi vật thể thì chúng ta có nhiều lắm các bạn ạ. Và phần lớn những giá trị phi vật thể này nó được thể hiện ra ở các loại hình nghệ thuật ca hát liên quan tới âm nhạc truyền thống. Âm nhạc truyền thống, các loại hình biểu diễn truyền thống, diễn sướng của cha ông ta là hết sức đặc biệt, hết sức đặc sắc và cực kỳ thu hút khách du lịch nước ngoài. Thầy có một may mắn, đó là được học 30 tiết bởi một người thầy rất nổi tiếng, một cây đại thụ không thể thay thế của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam, một người nổi danh khắp thế giới, mang tiếng lòng của dân tộc Việt Nam ra cho bè bạn năm châu nghe, đó chính là thầy Trần Văn Khê, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Được học thầy từ năm 2000 các bạn. Và hiện nay thầy cũng rất vinh hạnh, rất vui vì có thể dạy được một học phần là các loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Dù không phải là nghệ sĩ, dù không thể chơi được nhiều loại đàn, nhưng bằng tình yêu, bằng những gì mình biết các loại hình nghệ thuật thì có thể chia sẻ lại được cho học trò của mình biết. Các bạn biết năm 2000 lớp của thầy là hơn 100 người, cộng với khóa trước cũng hơn 100 người, khoảng hơn 200 sinh viên rất háo hức chờ đợi để được gặp một nhân vật nổi tiếng là thầy Trần Văn Khê từ Pháp trở về dạy. Thầy dạy trong vòng mấy tuần lễ, thì cái ngày hôm đó trong hội trường chúng tôi chờ đợi là một ông già sẽ mặc một cái bộ áo dài đội khăn đóng mà có thể mang đôi guốc mọc luôn. Nhưng mà không ngờ khi tràng pháo tay từ phía sau nổi lên, chúng tôi nhìn ra thì không phải là một ông già như mong đợi, mà là một ông già phương phi, chống cây ba tôn, mặc bộ vest, đội nón nỉ. Khi bước vào thì ông dỡ nón ra và có một người cùng đi cùng ông bước lên trên bục giảng. Ông bỏ cái nón nỉ ở trên bàn, cầm micro rời khỏi bục giảng, bước ra, rời khỏi bục, bước ra giữa sân khấu và nói lời chào những người bạn của thầy Trần Văn Khê, những người bạn già của thầy Trần Văn Khê. Ví dụ như là giáo sư Ngô Gia Hy, giáo sư Nguyễn Trung Tú, tiến sĩ Nguyễn Nhã. Và sau đó thì thầy xin phép được bắt đầu phần dạy của mình. Câu đầu tiên thầy Trần Văn Khê nói mà đến bây giờ thầy vẫn nhớ như in: hôm nay thầy rất hạnh phúc vì lần đầu tiên thầy được dạy âm nhạc truyền thống Việt Nam cho sinh viên Việt Nam trên quê hương Việt Nam. Câu nói này nó đắt giá vô cùng các bạn. Mấy chục năm bôn ba xứ người mang tiếng lòng của dân tộc dạy cho người, đây là lần đầu tiên được dạy âm nhạc truyền thống của dân tộc Việt Nam cho sinh viên Việt Nam trên quê hương Việt Nam.
Thầy bị ấn tượng ngay từ đó. Và bằng tài năng, đặc biệt là tình yêu âm nhạc dân tộc, thầy Trần Văn Khê đã chinh phục cá nhân thầy cũng như tất cả các bạn ở trong lớp. Và nhờ đó mà thầy khám phá ra kho tàng âm nhạc truyền thống của chúng ta, mà phần lớn là những di sản phi vật thể của chúng ta, hết sức tuyệt vời. Trước khi bắt đầu vào nói các di sản phi vật thể này, thì thầy xin thưa với các bạn, đặc biệt là các bạn học ngành du lịch, sau này là hướng dẫn viên du lịch, chúng ta hát nhạc trẻ khách nghe bình thường, nhưng nếu chúng ta biết các loại hình này thể hiện một chút xíu, khách rất thích các bạn ạ. Thích ở chỗ nào? Thích ở chỗ nó độc đáo, nó lạ, mặc dù của dân tộc mình, nhưng giới trẻ bây giờ ít tiếp xúc, ít biết. Các bạn trẻ mà làm được thì người lớn sẽ vô cùng ngưỡng mộ, các bạn nhỏ sẽ vô cùng thích thú. Hãy nhớ lời của ông thầy của thầy, thầy cũng biết bao nhiêu thế hệ về âm nhạc. Thầy Trần Văn Khê nói như thế này các bạn: các con hãy xem âm nhạc truyền thống của dân tộc mình như là cơm, âm nhạc của người nước ngoài như là ớt. Chúng ta ăn cơm để sống, nhưng chúng ta cũng cần cắn chút ớt cay cay. Còn ngược lại, ai ăn ớt là chính, không thèm ăn cơm hoặc ăn cơm rất ít thì sẽ chết. Chết về mặt tâm hồn, không còn là người Việt Nam nữa, chứ không phải chết về mặt thể xác đem chôn đi, mà chết về mặt tâm hồn. Thầy cũng nói, các con có thể lấy ví dụ nôm na sau đây: hãy xem âm nhạc dân tộc của mình, những di sản của dân tộc mình phi vật thể đó, là nước, và cái của người là rượu. Chúng ta uống nước để sống, nhưng chúng ta cũng cần chút rượu cay cay, sai sai. Nhưng còn ngược lại, ai uống rượu không, không uống nước thì sẽ chết. Chết về mặt tâm hồn, không còn là người Việt Nam nữa. Các bạn học du lịch, các bạn học hướng dẫn viên phải nhớ điều đó. Và vì vậy chúng ta sẽ quan tâm hơn đến những di sản văn hóa phi vật thể của cha ông mình. Hồi nãy chúng ta ví đây là những viên kim cương, thì đây là sẽ là những viên kim cương cực kỳ to lớn và sáng giá trị. Bây giờ chúng ta sẽ xem coi số lượng của nó áp đảo như thế nào so với các cái khác. Tất cả các di sản phi vật thể này là của người Việt, nhưng nó cũng sẽ có cái không gian phân bố, tức là cái khu vực đó nó còn nhiều đậm đặc, người dân biết nhiều, yêu nhiều, chơi nhiều các loại hình đó. Thứ nhất, chúng ta sẽ có ca trù. Ca trù là một loại hình nghệ thuật rất đặc sắc, mà UNESCO khi họ nghiên cứu thì họ lo rằng là họ xem nó là di sản phi vật thể đặc biệt cần quan tâm, đặc biệt vì rất có thể nó sẽ chết trên quê hương của nó. Chúng ta sẽ đi vào cụ thể ca trù sau, phải cho các bạn nghe rồi phân tích cho bạn nghe rõ sao. Nhưng bây giờ mà mở lên một cái là nhiều bạn sẽ nổi da gà, sừng tóc gáy vì nghe lạ quá, nghe ghê quá. Tại sao khi chúng ta nghe một số loại hình nghệ thuật như ca trù, chúng ta lại hoảng hốt, lại thấy lạ lắm? Bởi rất đơn giản các bạn ạ, cũng chính thầy Khê đã dạy cho bọn thầy biết được một cái quy trình để yêu thương các loại hình nghệ thuật. Đó là trước hết là biết, biết rồi thích, thích rồi yêu, và yêu rồi thương. Bốn bước. Và nó cũng giống như tình cảm trai gái, chúng ta không thể nào yêu thương nó liền, trừ trường hợp tiếng sét ái tình rất ít, đúng không ạ? Không thể nào mà một bạn trai bạn gái gặp nhau yêu nhau liền đó, rất ít, đó là trường hợp tiếng sét ái tình. Còn theo bình thường thì trước hết chúng ta phải biết, phải tiếp xúc.
biết tiếp xúc thấy hay, bắt đầu mình thích. Thích là sẽ đưa lên tới đỉnh cao của yêu thích, đó chính là chúng ta yêu. Và cái gì cũng vậy, lên tới đỉnh cao thì phải đi xuống chứ các bạn. Và khi đó là chúng ta không còn sai đắm nữa, nhưng chúng ta phải có trách nhiệm, phải thương nó. Thế thì các bạn phải bắt đầu biết, thầy giúp cho các bạn biết, rồi thầy tin rằng nhiều bạn sẽ thích. Nhiều bạn sẽ thích, sẽ có nhiều bạn thích đó, đi yêu nó, đi học nó, đi tập hát nó, để rồi thấy trách nhiệm cần phải nói cho du khách nghe, cần phải làm cho du khách biết, cần phải hát, cần phải dạy cho người yêu của mình, cho vợ của mình, cho con của mình, cho con cháu của mình, tức là thương, trách nhiệm, giữ gìn. Thế thì thầy nhất định sẽ làm cho các bạn biết thích và yêu ca trù cũng như các loại hình khác của dân tộc Việt Nam. Thế thì chúng ta sẽ có cái đầu tiên, đó chính là ca trù. Thứ hai là quan họ. Là quan họ. Quan họ này chúng ta không cần nói là quan họ Bắc Ninh, vì người Bắc Giang hát cũng rất là hay. Chúng ta cứ nói dân ca quan họ. Dân ca quan họ giai điệu rất là dễ dàng, các bạn vẫn nghe thường đó thôi. Còn duyên là duyên kẻ đón đón người đưa, hết duyên là duyên đi sớm sớm về trưa, trưa mặn lòng. Rất nhẹ nhàng, dân ca mà. Đó là loại hình thứ hai. Loại hình thứ ba là hát son không gian ở Phú Thọ. Hát son là loại hình lâu đời bậc nhất trong số các di sản phi vật thể thuộc về âm nhạc truyền thống, vì nó có từ thời Hùng Vương, từ hát xuân mà ra. Hát này dâng cúng lên cho vua Hùng, dâng cúng lên cho trời đất. Và loại hình này thì cũng không quá đắn đo để UNESCO công nhận là một di sản thế giới phi vật thể của Việt Nam. Chúng ta sẽ xem clip, sẽ tập hát một vài bài hát son trong buổi học sau. Tiếp theo, chúng ta sẽ có các lễ hội. Chúng ta sẽ có hai lễ hội. Thứ nhất là hội giống. Thứ hai là Dỗ Tổ Hùng Vương, mà UNESCO lấy tên gọi là Tục Thờ Cúng Hùng Vương. Chúng ta còn một di sản nữa mà ít người nhắc đến. Này là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái thứ 6 của chúng ta, đó là di sản văn hóa phi vật thể kéo con ngồi ở đền Trấn Ngũ ở Hà Nội. Kéo con bình thường bằng dây bình thường, bằng cây đẩy cũng bình thường, kéo cũng bình thường. Đây là kéo con ngồi, có một cái trụ sọt, người ta quét cái lỗ ở dưới, sọt dây qua và người kéo là ngồi. Một lễ hội rất lớn và cũng được UNESCO công nhận là di sản thế giới phi vật thể. Rời không gian miền Bắc, chúng ta đi dần về phía Nam, đến khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Chúng ta sẽ có cái di sản thứ 7, đó là ví dặm, dân ca ví dặm. Các bạn nghe các bài giận mà giận, thương thì thương, giai điệu nó cũng giống như là quan họ, du dương nhẹ nhàng, đầy yêu thương tình cảm. Chúng ta cũng sẽ tập hát ví dặm. Tiếp theo đi vào tới Thừa Thiên Huế thì mình sẽ có di sản thứ 8 là nhã nhạc cung đình Huế. Nhã nhạc cung đình Huế rất tuyệt vời, và hiện nay để xem được nhã nhạc cung đình Huế phải tốn tiền rất cao. Các bạn lưu ý, ca Huế trên sông Hương không phải là nhã nhạc cung đình Huế. Một số bài biểu diễn ban đầu cho các bạn xem là lấy một số bài bản trong dàn nhạc phục vụ cho vua, chứ không phải chương trình ca Huế là di sản.
Muốn xem di sản phi vật thể nhã nhạc cung đình Huế thì chúng ta phải vào trong khu vực đại nội hoàng thành, vào trong nhà hát của nhà vua là Duyệt Thị Đường để xem chương trình này. Xem chương trình này các bạn sẽ thấy vừa có đàn ca hát sướng, có cả tuồng, và đặc biệt một màn mà các bạn rất thích, đó là múa lân. Các bạn mà xem múa lân của nhã nhạc cung đình Huế xong rồi thì múa lân kiểu của người Hoa bây giờ râm 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 vào ngày Tết, các bạn không muốn xem nữa đâu. Các bạn có tin không? Chúng ta thầy sẽ cho các bạn xem, giới thiệu rất kỹ cho các bạn để các bạn xem múa lân của Việt Nam phục vụ cho vua chúa ngày xưa nó tinh tế, nó nhẹ nhàng, nó hay như thế nào. Xem rồi bảo đảm các bạn sẽ có một cái nhìn rất khác về múa lân dịp Tết. Ầm 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 những con lân dữ dội, những con lân của Việt Nam hiền từ dễ thương, mặc dù cũng rất là oai vệ nhưng rất nhẹ nhàng theo kiểu người Việt của chúng ta. Di sản thứ 9 đó là nguyên dãy đất miền Trung thì có một di sản chung, đó là bài chòi, dân ca bài chòi. Đây là hình thức hò hát đối đáp với nhau. Cái kiểu hiện đại là kêu lô tô. Kêu lô tô thì một con số người ta hát lại ra con số đó. Còn đây là những lá bài. Những lá bài có những con chữ. Các bạn sẽ mua những cái thẻ đó và người ta hai người nam nữ sẽ hát để ra một cục, một quân bài của các bạn. Các bạn được hết. Các bạn ồ, các bạn kinh thì chúng ta sẽ chiến thắng. Hình thức này phổ biến cả dãy đất miền Trung mà hiện nay đang phát triển rất tốt, đang còn rất tốt ở Quảng Nam, ở Quảng Ngãi. Hình thức loại hình thứ 10 là chúng ta lên vùng đất Tây Nguyên thì chúng ta có không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Phải lưu ý di sản này tên của nó là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, không phải là cồng chiêng Tây Nguyên. Cái cồng với cái chiêng các bạn phân biệt được không ạ? Cái nào có nấm ạ? Cái có nấm là cái cồng, cái mà phẳng là cái chiêng. Vì cái phẳng nó đánh vào sẽ nghe là gì? Chinh chinh chinh. Cái mà có nấm ở giữa đánh vào nghe cùm 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 chinh chinh cùm chinh cùm chinh cùm chinh cồng chiên. À vậy là cồng chiên từ cái tiếng kêu đó. Thế giới họ nói rằng cái di sản ca trù là nguy hiểm, nguy cấp, dễ mất. Nhưng theo thầy, chính cái không gian văn hóa cồng chiên Tây Nguyên này mới dễ mất, bởi vì không gian đó là không gian của đại ngàn, của rừng già, của thác, của suối, của chim muông, của muông thú, làm nền cho những cái nhà rông, những cái nhà dài, là không gian sinh sống, sinh hoạt, thực hành văn hóa của các dân tộc Ê Đê, Ba Na, Sơ Đăng, Mờ Nông, vân vân. Nhưng bây giờ rừng mất hết, thác suối tiêu điều, nhà rông nhà dài biến đổi, đồng bào dân tộc bị kinh hóa. Bây giờ đâu còn chuyện ông già làng có thể bắt một đám trẻ tối đốt đống lửa ngồi kể sử thi. Cho nên nhà nước chúng ta đã cấp tập mấy năm qua là đi săn lùng ghi chép lại sử thi để trở thành ký ức của Tây Nguyên. Và thầy tin rằng cái di sản này sẽ mất và sẽ trở thành ký ức của Tây Nguyên. Di sản này rất khó giữ gìn các bạn. Di sản thứ 11, vào trong miền Nam thì chúng ta có đờn ca tài tử Nam Bộ. 21 tỉnh sở hữu không gian đờn ca tài tử Nam Bộ, đó là 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ cộng với 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ là 19 tỉnh, cộng với 2 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận nữa là có không gian tồn tại của loại hình văn hóa nghệ thuật này. Đờn ca tài tử Nam Bộ, cái này rất khó dịch,
ra tiếng Anh. Chữ tài tử đây nó không phải là amateur, cũng không phải là pro. Tài tử là những người hát rất hay, đàn rất hay, rất chuẩn, nhưng không lấy cái đó để kiếm sống. Họ chơi vì đam mê, chơi vì phục vụ mọi người, chơi vì nghĩa hiệp, chơi vì niềm yêu thích. Tài tử. Và có đờn, có ca. Đây là loại hình theo chân người Việt khai phá đất phương Nam mấy trăm năm mà ra. Và nhắc đến đờn ca tài tử, người ta sẽ nhắc đến ông Cao Văn Lầu, bài Dạ Cổ Hoài Lan. Hãy nhớ rằng đàn đờn ca tài tử, vọng cổ và cải lương là khác nhau. Chúng ta sẽ có phân tích và thầy sẽ cho các bạn hát và tập hát. Riêng học phần các loại hình biểu diễn truyền thống thì chúng ta sẽ phân tích rất rõ. Và kỳ này thầy có nói với các bạn là chúng ta sẽ thi bằng hình thức là cho các bạn biểu diễn. Thầy sẽ tổ chức một hội diễn lớn và rất có thể sẽ mời được những nghệ sĩ lớn như Minh Vương, Lệ Thủy chẳng hạn để đến cùng của chúng ta nhằm cổ suý, giữ gìn phát triển văn hóa dân tộc. Hết chưa các bạn? Chúng ta có một loại nữa. Loại hình này mới năm rồi được UNESCO công nhận, đó là tập tục thực hành then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái. Đây là di sản mới nhất. Nó vừa mang yếu tố tín ngưỡng, vừa có kết hợp âm nhạc ở trong đó, khá đặc biệt. Vậy là chúng ta có tất cả là bao nhiêu ạ? Chúng ta có tất cả là 12 di sản phi vật thể. Thầy không kể các di sản tư liệu như bia tiến sĩ hay là các mộc bản. Chúng ta đang có 12 di sản phi vật thể. Nếu cộng lại thì chúng ta có bao nhiêu ạ? 17, đến thời điểm này 2020 chúng ta có 17 di sản văn hóa so với 5 di sản thiên nhiên. Số lượng là gần gấp 4 lần. Còn thấy gần gấp 4 lần. Mà trong đây đã có công viên địa chất toàn cầu rồi nha, di sản hỗn hợp rồi nha. Vậy thì hiện nay chúng ta đã khai thác nó tốt chưa? Và ở đâu còn đất để chúng ta cài? Chính là đây các bạn, chính là đây. Chúng ta hầu như là khai thác những anh này, khai thác anh này. Còn những giá trị phi vật thể thì nó thuộc về tâm hồn, nó thuộc về thực hành từ đời này qua đời kia, truyền dạy từ đời này qua đời kia, thì chúng ta chưa khai thác tốt. Và trong tương lai rất có thể chúng ta sẽ có những di sản phi vật thể mới nữa các bạn. Ví dụ như múa rối nước, ví dụ như loại hình cải lương, ví dụ như loại hình dụ kê của đồng bào Khmer. Chúng ta sẽ làm hồ sơ và nộp, hy vọng số lượng sẽ gia tăng. Số lượng của những anh này rất khó gia tăng, nhưng số lượng này sẽ không khó để gia tăng lên. Thì ví dụ rất có thể năm nay hoặc năm sau chúng ta sẽ có thêm một di sản nữa, đó là các khám phá khảo cổ học ở An Khê, Gia Lai về người cổ 800.000 năm tuổi. Thì cái này mà được thế giới công nhận thì thế nào chúng ta cũng sẽ có thêm một di sản văn hóa vật thể mới. Thưa các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã khái quát qua hết các di sản thế giới của Việt Nam. Và xin lưu ý, trong đó thầy có kể thêm các công viên địa chất toàn cầu mà chúng ta xem nó đầy đủ yếu tố thiên nhiên, nó mang giá trị như là di sản thiên nhiên. Vậy thì chúng ta có tất cả là 22, 17 cộng 5 là 22, 22, 22 di sản thế giới. Xin nhờ lưu ý cái công viên địa chất toàn cầu ha. Con số này được tăng lên, nhưng con số này thôi, đó là 22 viên kim cương trong rổ đá quý tài nguyên của chúng ta.
và nó nằm rải rác trên khắp 7 vùng du lịch Việt Nam. Cho nên là các bạn sẽ lưu ý, trong các buổi học tiếp theo thì thầy sẽ đi cụ thể vào từng vùng du lịch, sẽ có ra bài tập cụ thể cho các bạn để chúng ta sẽ nắm rất rõ. Một phần quan trọng trong địa lý du lịch là các bạn phải nắm rõ tài nguyên du lịch. Các bạn thân mến, chúng ta vẫn còn đang trong thời điểm rất căng thẳng trong việc phòng chống dịch corona. Và thầy mong rằng các bạn nhiệt tình tham gia những buổi học như thế này. Trường chúng ta hiện tại đang áp dụng hình thức dạy bằng module e-learning. Thứ hai là cung cấp tài khoản Microsoft Teams cho các bạn, nhưng đang thí điểm một số môn. Thầy thì đã không phải là chuẩn bị trước gì cả, nhưng mà thầy đã cho các bạn học thông qua Facebook từ trước Tết, và các môn thầy dạy thì đều áp dụng Facebook hết. Cho nên là thầy mong các bạn nhiệt tình hơn nữa trong việc học để ứng phó với dịch bệnh corona. Đây là điều không ai mong muốn, và nhà trường rất mong các bạn có thể quay trở lại trường học. Các bạn nhớ trường, trường nhớ các bạn hơn thế nữa. Một lần nữa thầy xin nhắc lại, trường Đại học Văn Hiến hay các trường thành viên của hệ thống giáo dục HEDU nhớ các bạn, nhớ những người học của mình hơn các bạn nhớ chúng tôi. Chúng tôi cần các bạn hơn cả các bạn cần chúng tôi. Cho nên chúng tôi rất mong các bạn hãy ủng hộ, hãy nhiệt tình tham gia các lớp học từ xa như thế này. Đừng để mình bị trì trệ vì việc nghỉ quá lâu các bạn nhé. Xin chào và hẹn các bạn trong những bài tập, trong những clip sau. Lưu ý các bạn nhớ làm bài tập đúng thời hạn. Cảm ơn các bạn.